Một vài mẫu đồng hồ đeo tay size nữ dòng cao cấp XC đến từ thương hiệu Citizen. Mặt của đồng hồ được trang bị kính sapphire cao cấp, chống chày và chống chói rất là tốt, độ kháng từ trường cao. Vỏ và dây của đồng hồ được mạ theo công nghệ Duratec. Đây là công nghệ chỉ nằm trên những mẫu đồng hồ cao cấp nhất của hãng Citizen. Công nghệ Duratec làm cho vỏ và dây của đồng hồ bền hơn, cứng hơn và ít hao mòn theo năm tháng trong quá trình các bác đeo và sử dụng hàng ngày á, thì nó giữ được cái độ bóng đẹp của dây và vỏ đồng hồ, ít bị trầy xước hơn so với những mẫu đồng hồ thông thường. Và đặc biệt đối với những làn da nhạy cảm hay dị ứng với kim loại thì mình đeo những mẫu đồng hồ này vô cùng thích hợp. Công nghệ Duratec nó sẽ làm chống dị ứng của bề mặt kim loại lên da tay của mình. Đây là dòng đồng hồ cao cấp nhất của hãng Citizen, nên những gì tốt nhất đã được hãng tích hợp vào dây, vỏ cũng như là bộ máy của đồng hồ, thiết kế theo lối tối giản nhưng không kém phần sang trọng và quý khoái. Những mẫu đồng hồ này đang bán tại Việt Nam của mình thì dao động từ 15 cho tới 25 triệu. Đang bán bên Nhật á, thì tầm 55.000 cho tới 100.000 yên. Và do em đấu giá được giá rất là tốt nên em bán giá rất là mềm, chỉ từ 2 triệu ngoài thôi. Mình đã show một cái đồng hồ chuẩn xịn da băng dòng cao cấp nhất của hãng Citizen để mình đeo, mình sưu tầm và mình sử dụng hàng ngày. Dòng đồng hồ cao cấp XC chỉ sản xuất duy nhất tại Gia Băng mà không hề sản xuất tại bất kỳ nước thứ hai nào cả. Mã số 256, size của đồng hồ là 24x34. Vỏ và dây của đồng hồ bằng chất liệu titanium rất là bền và siêu nhẹ. Mặt kính sapphire cao cấp, chống chày và chống chói rất là tốt. Kim giờ, kim phút, dạ quang, ban đêm nó sáng rực, rất là tiện cho các bác theo dõi giờ. Cọc số la mã, cọc số nổi màu vàng hồng, phát sáng rất là đẹp. Dây đờ mi màu vàng hồng như vậy, đeo lên tay đẹp xuất sắc nha. Chỉ có 2.500.000, mình đã show một cái đồng hồ chuẩn xịn dòng cao cấp XC của hãng Citizen. Đặc biệt, đồng hồ này chống nước rất là tốt, các bác có thể đi tắm, đi bơi, giặt đồ, rửa chén vô tư. Đồng hồ sử dụng bộ máy năng lượng mặt trời, hấp thụ ánh sáng từ bóng đèn đường, từ ánh nắng mặt trời, từ bóng đèn trong nhà hoặc là ánh sáng từ điện thoại nên các bác không lo hết pin. Đồng hồ 3 kim, 1 lịch, lịch ngay vị trí 3 giờ, cọc số nổi la mã màu vàng hồng, bắt sáng rất là đẹp. Đây, mẫu đồng hồ này đeo lên tay đều xuất sắc như vậy. Dây đờ mi màu vàng hồng, cọc số nổi màu vàng hồng, cọc số la mã, giá bán chỉ có 2.500.000. Các bác chuyển khoản đủ em bao ship tận nơi cho mình. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ. Dòng cao cấp sẽ làm made in Japan. Và phía dưới đáy nó còn siêu luôn nè, chưa có lọc siêu ra nha.